được tiếp đón Leicester trên sân nhà trong cuộc đấu muộn vòng 37 giải Ngoại Anh và Newcastle đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Chiếc chòe cầm bóng tới 83% và tung ra 14 cú sút trong hiệp 1, nhưng do sự vô duyên của các chân sút nên 45 phút đầu tiên đã khép lại với tỷ số hòa không đều. Mọi thứ lặp lại gần như tương tự trong nửa sau của cuộc đấu, khi đội bóng vùng Đông Bắc vẫn không thể chọc thủng lưới đối thủ và đành chấp nhận một trận hòa không bàn thắng. Tuy vậy, một điểm có được trước Leicester là đủ để Newcastle chắc chắn có mặt ở Champions League mùa sau, khi họ đã hơn đội xếp thứ 5 là Liverpool 4 điểm trong bối cảnh EPL chỉ còn một vòng đấu nữa là hạ màn. Real Madrid làm căng vụ Vinicius. Thưa quý vị, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết đã đệ đơn lên cơ quan công tố Tây Ban Nha về vụ việc tiền đạo của họ Vinicius bị phân biệt chủng tộc một ngày trước đó. Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, ông Luis Rubiales, thừa nhận phân biệt chủng tộc là một vấn đề mà Tây Ban Nha đang phải đối mặt. Ông cũng kêu gọi nền bóng đá đất nước này không khoan nhượng với nạn phân biệt chủng tộc. Trong trận đấu với Valencia trên sân Mestalla hôm 21 tháng 5, Vinicius bị một số cổ động viên đội nhà hô khẩu hiệu có tính chất phân biệt chủng tộc. Theo Real Madrid, đây là hành vi tội phạm do thù ghét. Thông báo của Real có nêu rõ, Real Madrid phản đối và lên án theo cách mạnh mẽ nhất về sự việc xảy ra giữa cầu thủ Vinicius của chúng tôi và các cổ động viên của Valencia. Giữa hiệp 2 trận đấu với Valencia, sau khi bị các cổ động viên gọi là con khỉ, Vinicius đã rời sân đấu, tiến về phía khán đài và chỉ đích danh cổ động viên đã có hành vi phân biệt chủng tộc với anh. Anh cũng tuyên bố đầy bức xúc sau khi trận đấu khép lại. Hồi đầu năm nay, Vinicius cũng từng ra làm chứng chống lại một cổ động viên của câu lạc bộ Mallorca bị cáo buộc phân biệt chủng tộc trong một trận đấu vào tháng 2. Cổ động viên này sau đó đã bị phạt 4.000 euro và cấm đến các sân động trong vòng 1 năm. Riêng Real Mallorca thu hồi thẻ cổ động viên của người này trong vòng 3 năm. Sau khi giúp West Ham trụ hạng thành công, huấn luyện viên David Moyes đã bắt đầu tính đến chuyện chiêu mộ các cầu thủ chất lượng cho búa tạ trong mùa hè tới. Theo đó, ông thầy 60 tuổi đang tỏ ra quan tâm đến hậu vệ Aaron Wan-Bissaka của Manchester United và bỏ ngỏ khả năng gửi một lời đề nghị đến với Quỷ Đỏ. Tuy vậy, thái độ của đội chủ sân Old Trafford trong thương vụ này vẫn là một ẩn số, khi huấn luyện viên Erik ten Hag chưa tỏ rõ ý định với cầu thủ 25 tuổi. Dù chính thức Juventus lại bị trừ 10 điểm. Hồi tháng 1 năm 2023, Juventus bị trừ 15 điểm trong mùa giải hiện tại vì bị cáo buộc dính dáng đến những sai phạm liên quan tới khâu kế toán, các báo cáo tài chính và thao túng các thương vụ chuyển nhượng. Tuy nhiên sau đó thì họ đã lại được cộng điểm trở lại. Tưởng như mọi chuyện êm xuôi thì mới đây, cụ thể là tòa án phúc thẩm của Liên đoàn bóng đá Italia FIGC đã quyết định trừ Juventus 10 điểm do có hành vi tăng vốn giả mạo thông qua các hoạt động chuyển nhượng. Với phán quyết cuối cùng này, từ chỗ đứng ở vị trí thứ 2 với 69 điểm, Juventus bị đánh tụt xuống vị trí thứ 7. Đây là thứ hạng không có suất dự cúp châu Âu, chứ chưa nói đến là Champions League. Đây là đòn giáng mạnh vào đội bóng hàng đầu của Italia trong cuộc đua giành vé dự cúp C1 châu Âu. AC Milan là đội được hưởng lợi. Họ tăng một bậc và lọt vào nhóm có suất dự giải đấu số 1 châu Âu mùa giải tới. Giờ thì Juventus kém vị trí thứ 4 của AC Milan 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại. Manchester City vừa vô địch giải Ngoại Anh mùa thứ 3 liên tiếp và rất nhiều chuyên gia đã cho rằng đá thống trị của The Citizen sẽ không sớm kết thúc. Cũng tham gia vào cuộc thảo luận này thì cựu danh thủ Gary Neville của Manchester United đã có ý kiến đáng chú ý. Theo đó, hậu vệ một thời của Quỷ Đỏ đã bỏ qua đội bóng cũ của mình hay các ông lớn khác như Chelsea, Arsenal để đặt niềm tin vào việc Liverpool sẽ là tập thể có khả năng cao nhất ngăn chặn được đà thăng hoa của đội chủ sân Etihad. Chủ tịch FIFA lên án Vinicius. Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Infantino bày tỏ sự cảm thông với tiền đạo người Brazil sau khi anh bị các cổ động viên phân biệt chủng tộc trong trận đấu với Valencia. Ông chia sẻ, tôi muốn bày tỏ sự đoàn kết với Vinicius. Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc trong bóng đá hay xã hội và FIFA ủng hộ hoàn toàn với cầu thủ trong những trường hợp như thế này. Ông Infantino ám chỉ đơn vị tổ chức La Liga và ban lãnh đạo của Valencia không giải quyết tốt sự cố liên quan đến Vinicius và thậm chí nếu có giải quyết thì cũng không triệt để. Ông nói thêm, đầu tiên thì bạn phải dừng trận đấu cái đã. Sau đó cầu thủ phải rời sân thi đấu và nếu những hành vi phân biệt chủng tộc tiếp diễn, trận đấu phải dừng lại ngay. Khi trận đấu được tái khởi động, nếu các hành vi phân biệt chủng tộc tiếp tục, trận đấu phải bị hủy và đội có câu lạc bộ phân biệt chủng tộc phải bị xử thua. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ cảnh sát đất nước này đã xác định được những cổ động viên có lời lẽ phân biệt chủng tộc với ngôi sao của Real Madrid. Tuy nhiên, người thân của Vinicius chưa nguôi cơn giận và đang muốn mũi nhọn người Brazil rời khỏi Tây Ban Nha trong thời gian tới. Trái với sự hào hứng dành cho Lionel Messi, thiếu huấn luyện viên Xavi được cho là không có kế hoạch sử dụng Ferran Torres và Ansu Fati trong mùa giải tới. Điều này buộc Barcelona phải tìm đầu ra cho bộ đôi kể trên. Tuy vậy, đây không phải nhiệm vụ quá khó khi một vài câu lạc bộ cũng đã đánh tiếng muốn có Torres và Fati trong thời gian vừa rồi.
Sau khi sớm vô địch La Liga thì một trong những mục tiêu chính của Barcelona ở thời điểm hiện tại đó chính là đưa Messi quay lại sân Camp Nou. Tuy vậy, thương vụ này dường như vẫn còn rất nhiều ẩn số. Nếu huấn luyện viên Xavi đã phát biểu khá thận trọng khi được hỏi về khả năng tái hợp người đồng đội cũ. Sự trở lại của Messi đã được lên kế hoạch, nhưng nó cũng phụ thuộc vào nhiều thứ. Cậu ấy là một cầu thủ bóng đá xuất sắc và cũng là một người bạn của tôi. Chúng tôi sẽ xem liệu việc tái ngộ có thể xảy ra hay không, và tất nhiên nó cũng phụ thuộc vào ý định và mong muốn của Leo. Huấn luyện viên của Feyenoord đồng ý dẫn dắt Tottenham. Thưa quý bạn và các vị, theo tờ The Telegraph của Hà Lan, huấn luyện viên Arne Slot của Feyenoord Rotterdam đã đồng ý dẫn dắt Tottenham từ mùa giải tới. Huấn luyện viên Nga Lan vừa giành chức vô địch giải quốc gia Hà Lan mùa giải 2022-2023 cùng Feyenoord. Ông cũng là ứng cử viên nặng ký nhất để trở thành người kế nhiệm chính thức của Antonio Conte tại Tottenham Hotspur vào thời điểm trước đó. Theo tờ The Telegraph của Hà Lan, người đại diện của ông đã đàm phán với Spurs và cho biết thân chủ của cô muốn chuyển đến Bắc London vào mùa này. Mức phí giải phó hợp đồng của Snod hiện rơi khoảng 6 triệu bảng. Theo các báo cáo thì Snod sẽ kiếm được khoảng 1,7 triệu bảng mỗi năm với Feyenoord và có thể được tăng lương đáng kể nếu gia nhập Premier League. Feyenoord Rotterdam đang rất muốn giữ chân huấn luyện viên của mình khi họ sẽ trở lại Champions League vào mùa giải tới. Tuy nhiên, tiếng gọi từ Tottenham Hotspur khiến cho Snod khó có thể chối từ. Người đại diện của Snod sẽ chuẩn bị thương thảo và đàm phán với Feyenoord vào thứ tư khi kết quả quá trình đàm phán giữa Snod với Tottenham có thể trở nên rõ ràng hơn. Snod gia nhập Feyenoord vào năm 2021 sau khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên của mình với Ajax Alkmaar. Sau đó ông đã gây ấn tượng tại Feyenoord Rotterdam, đánh bại Ajax và cả PSV để giành danh hiệu quốc nội giáo đình quốc gia Hà Lan trong mùa giải này. Bên cạnh kết quả của những trận đấu thì tâm điểm của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua chính là việc Vinicius bị phân biệt chủng tộc trong cuộc đấu với Valencia. Rất nhiều nhân vật trong làng túc cầu đã lên tiếng ủng hộ ngôi sao người Brazil, và trong đó hành động đáng kể nhất đến từ chính chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid. Vị doanh nhân 76 tuổi đã gặp riêng cầu thủ sinh năm 2000 để thể hiện sự ủng hộ và tình cảm dành cho ngôi sao này. Được biết, Kiên Trắng kiên quyết bảo vệ cầu thủ của mình và họ đã chuẩn bị sẵn các kế hoạch chi tiết để có thể theo đuổi vụ việc này đến cùng. Cũng liên quan đến vụ việc đáng tiếc xảy đến với Vinicius thì bên còn lại trong rắc rối này là Valencia cũng đã có những động thái đầu tiên. Theo đó, bầy dơi vừa tìm ra hai kẻ đã xúc phạm ngôi sao của Brazil và sẽ sớm đưa ra tuyên bố chính thức. Được biết, ảnh hưởng của sự cố lần này đã vượt khỏi phạm vi quản lý của La Liga khi rất nhiều tổ chức lớn cũng đã phát đi thông báo của mình. Chelsea đón thêm tin xấu về lực lượng. Chelsea đã đón thêm một tin không vui khi hậu vệ của họ, Bagayoko, có thể sẽ phải ở ngoài 4 tháng sau khi dính chấn thương háng vì tập luyện. Hậu vệ người Pháp là một trong thương vụ tích cực hiếm hoi dành cho The Blues kể từ khi ký hợp đồng vào tháng riêng và đã chơi 11 trận ở Premier League. Anh đã vắng mặt trong trận thua 0-1 trước Manchester City vào cuối tuần sau khi dính chấn thương háng. Theo thông tin mới nhất, có vẻ như Badiasile sẽ phải bỏ lỡ các trận đấu ở ngay đầu mùa giải tới. Theo báo cáo trên tờ Evening Standard, Badiasile có thể sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tháng và sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào Pochettino, người dự kiến sẽ được bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng của Chelsea trong vài tuần tới. Lý do là bởi Badiasile là một phần quan trọng trên kế hoạch của huấn luyện viên này trong tương lai. Chấn thương của Badiasile có thể mở ra cơ hội dành cho Cowin, người đã tỏa sáng dưới dạng cho mượn ở Brighton mùa giải này và sẽ trở về Chelsea vào mùa giải tới. Mohamed Kudus là một tài năng được săn đuổi ở bóng đá châu Âu và hiện có rất nhiều ông lớn đang nhăm nhe tiền vệ của Ajax trong mùa hè tới. Theo nhà báo David Ornstein, trong số những cái tên muốn có, nhân tố 22 tuổi thì ba ông lớn của bóng Anh là Arsenal, Manchester United và Newcastle nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Được biết, tuyển thủ người Ghana có giá khoảng 40 triệu bảng và xem ra đây không phải là con số đủ sức làm khó các đại diện của xứ sở sương mù. Xác định trọng tài bắt chung kết Champions League. UEFA đã công bố danh tính tổ trọng tài điều khiển trận chung kết Champions League mùa giải này. Theo đó, vị vua đen người Ba Lan, đó là Masiniak, sẽ là người bắt chính cho trận đấu này. Hai người trợ lý của ông, Thomas và Pavel, cùng là người Ba Lan, cũng sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ ở trận đấu giữa Inter Milan và Manchester City sắp tới. Các trọng tài phòng VAR cũng đến từ Ba Lan. Trước đó, thì ông Masiniak đã bắt chính trận bán kết lượt về Champions League giữa Man City và Real Madrid. Vị vua đen đã xử lý rất tốt cuộc đối đầu tại Etihad kể trên. Trận đấu giữa Man City và Inter sắp tới đây sẽ là lần thứ 8 ông Malinchak cầm quả chính ở Champions League mùa giải này. Ông Masiniak được xem là trọng tài uy tín bậc nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại. Ông từng được Liên đoàn bóng đá thế giới phân công bắt trận chung kết của các World Cup 2 vừa qua giữa đội tuyển Argentina và Pháp. Ông Masiniak bắt đầu sự nghiệp cầm còi tại giải vô địch quốc gia Ba Lan từ năm 2009 và trở thành trọng tài FIFA năm 2013. Trận chung kết Champions League mùa giải này giữa Manchester City và Inter sẽ diễn ra vào 2 giờ sáng ngày 21 tháng 6 ở trên sân Atatürk Olympic tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin nóng giữa đêm khi ông lớn nước Ý Juventus vừa nhận một thông báo rất buồn về việc bị trừ 10 điểm trong chiến dịch Serie A mùa này do những vấn đề về tài chính cách đây không lâu. Đây là phán quyết được tòa phúc thẩm liên bang đưa ra và nó đã khiến lão bà thành Turin rơi từ một vị trí top 4 xuống đứng thứ 7 và gần như không còn cơ hội được dự Champions League mùa sau. Bước vào chuyến làm khách đến sân của Empoli, khi vừa nhận tin bị trừ điểm nên các cầu thủ Juventus đã nhập cuộc với tâm trạng vô cùng nặng nề. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chơi bóng của lão bà thành Turin và khiến họ để thủng lưới 2 lần chỉ trong 21 phút đầu tiên và 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà, cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1. Thời gian sau đó tiếp tục diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho thầy trò Marc Allegri khi họ để thua bàn thứ 3 ngay sau giờ nghỉ và phải rất cố gắng mới có pha lập công rút ngắn tỷ số xuống ở 1-3 của Federico Chiesa ở phút 85. Tuy vậy, câu lạc bộ áo sọc trắng đen lại tiếp tục để Empoli trong thủng lưới ở thời gian bù giờ và đành chịu thất bại chung cuộc với tỷ số đậm đà 1-4. Dường như việc thất bại của đô vô địch Ngoại Anh năm nay đã khiến cho Arsenal đang quyết tâm nâng cấp đội hình hơn bao giờ hết. Theo The Athletic, tập thể Bắc London đang nhắm cùng lúc 3 tiền vệ ngôi sao là Declan Rice, Mason Mount và Ilkay Gundogan. Đây đều là những cái tên được đánh giá rất cao và bất kỳ ai trong số họ cập bến Emirates cũng sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đoàn quân của Mikel Arteta. Tỷ phú Qatar có thể bỏ Manchester United để mua câu lạc bộ khác. Thưa quý vị và các bạn, Bin Hammad Al Thani đang lên phương án mua lại West Ham United sau khi khả năng cao để thua trước Sir Jim trong cuộc đua sở hữu Manchester United. Truyền thông Anh tiết lộ rằng nhóm doanh nhân đến từ Qatar không muốn dừng kế hoạch đầu tư vào bóng đá xứ sở sương mù và có thể sẽ phải lên phương án để mua lại một câu lạc bộ khác, cụ thể là West Ham United nếu như thương vụ Manchester United đổ bể trong thời gian tới. Vào thời điểm hiện tại thì West Ham là câu lạc bộ được nhiều nhà đầu tư ngoại quốc chú ý sau khi chủ tịch hiện tại của câu lạc bộ là Sullivan ngỏ ý muốn nhượng lại cổ phần của đội bóng. Kể từ khi David Gold, một chủ sở hữu lâu năm khác của West Ham, qua đời vào tháng 1, tình hình tài chính của đội bóng thành London gặp rất nhiều vấn đề. Ông Sullivan không còn có thể cáng đáng được việc quản lý và đầu tư cho đội nữa. Mùa này thì West Ham liên tục cũng vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng Premier League và chỉ an toàn ở những vòng đấu cuối. Tuy nhiên, West Ham vẫn là câu lạc bộ có tiềm năng lớn trong mắt nhiều nhà đầu tư ngoại quốc. Tại sân chơi châu Âu, West Ham đã đi đến chung kết Conference League và đối đầu với Fiorentina. Nếu vô địch, câu lạc bộ thành London sẽ giải cơn khát danh hiệu châu Âu sau 58 năm chờ đợi. Còn về chuyện mua lại Manchester United, tỷ phú Sir Jim của nước Anh có vẻ như thắng thế trong cuộc đua giành quyền sở hữu đội chủ sân Old Trafford so với những doanh nhân đến từ Qatar. Gia đình nhà Glazer thì sẵn sàng thảo luận thêm về việc bán câu lạc bộ với doanh nhân người Anh. Truyền thông Anh tin rằng lời đề nghị từ tỷ phú Sir Jim sẽ cho phép cả Jan và Abraham Glazer ở lại hội đồng quản trị. Trong khi đó thì nhóm doanh nhân đến từ Qatar muốn mua lại toàn bộ Manchester United và chấm dứt sự hiện diện của nhà Glazer tại Old Trafford. Đó là lý do mà khiến ông rất khó có cơ hội thành công ở thời điểm này.